Chào mừng anh em tới với trò chơi ngày hôm nay, đó tên là Ai là Mr. Beat, được tài trợ bởi Naraka Playpoint nha anh em ơi. Tham gia với chúng ta hôm nay sẽ có Sang Trần, HK15 và Nét Minh Vũ nha. Yes. Tại sao lại gọi là Ai là Mr. Beat? Bởi vì ai mà chiến thắng cái chương trình ngày hôm nay sẽ được sở hữu 5 triệu đô nha mọi người ơi. Anh em đừng vội tắt video nha, tại vì trong video này sẽ có quà cực to luôn đấy. Để bắt đầu chương trình hôm nay của chúng ta thì chúng ta trò chơi hôm nay chúng ta tên là đoán tên các nhân vật trong Naraka Playboy. Mọi người có hào hứng không ạ? Hào hứng quá. Luật chơi chúng ta như sau: mỗi người sẽ được đoán 5 lượt, đoán sai thì mày hít đất 10 cái. Vấn đề là ai đoán đúng nhiều nhất sẽ được vinh danh là người đẹp trai top 1 cái server này, và ai đoán sai nhiều nhất sẽ bị úp ảnh dìm lên fanpage. Chưa kể là chúng ta sẽ có những quyền trợ giúp, tại vì những mấy bạn ngu mà, mấy bạn không thể nào biết được. Anh MC gì á? MC á. Mày quyền trợ giúp đó sẽ là như thế nào? 50-50, máy tính sẽ bỏ đi hai phương án sai. Tham khảo thằng nào mà thiết kế bao qua bộ xoay lâu ấy. Tham khảo ý kiến khán giả trên trường quay. Lâu quá. Gọi điện cho người thân trong vòng 30 giây. Hỏi ý kiến người tham gia trò chơi cùng. Bây giờ ví dụ mấy thằng này nó chơi cùng tôi mà nó chỉ tôi sai xong rồi để tôi thua thì sao? Thì đó mới là cái hay của trò chơi này. Cái hay trò chơi này là đừng bao giờ tin tưởng ai cả, cho nên đừng bao giờ cái quyền trợ dùng cho cái quyền trợ giúp đó. Thế có để làm đó gì? Thằng nào nghĩ ra quả trợ giúp này ơi. Thôi thằng nó thiết kế PowerPoint á. Như tao vậy. Gọi điện thoại cho người thân trong 30 giây thì đứa nào không có người thân thì đứa đó thiệt. Rồi, tiếp tục. Chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình chứ ạ. Yes sir, bắt đầu rồi. Rồi. Cái gì đấy? Ngày đầu rất đẹp quá. Và trước khi bắt đầu chương trình, mình xin phép được gửi tới tất cả các bạn đang xem cái video ngày hôm nay một cái năm mới, một cái mùa Tết sắp tới thật là ấm áp, êm đềm bên gia đình và người thân. Chúc các bạn luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào và thật là nhiều tiền. Yes sir. Và các bạn đừng quên là hãy xem đến hết video để có cơ hội được nhận những cái phần quà lì xì lên đến bao nhiêu ạ? 50 triệu USD. Chủ trò cho em hỏi là tại sao lại có 15 cái bao lì xì ở đây, nó tượng trưng cho cái gì nhỉ? Đây, 15 cái bao lì xì này tượng trưng cho 15 cái sự ngu dốt của các bạn, tại vì các bạn sẽ không biết bất kỳ câu trả lời nào trong cái câu trả lời này cả. Nhưng mà để cho cái vui thì bây giờ mỗi người sẽ được quyền chọn 5 bao lì xì và chúng ta sẽ chọn một cách xen kẽ nhất có thể. Đứa nào nhiều fan hơn đứa đó được chọn trước. Mời Sang Trần ạ. Thôi bây giờ đâu? Xin phép hai anh em tới đi đầu nhá. Tới đi đầu. Ok. Số 1 luôn. Số 1 luôn à? Hãy cùng trở lại với cái số 1 này. Vị tướng này tên gì? Đây, con cái bé này mà kiểu màu đỏ này tên gì đây? Đáp án A, Mr. Beat. Đáp án B, Vibening. Đáp án C, Viber Darling. Và đáp án D là Tian Hai. Tôi đang khá là nghiêng về câu C nha, Viber Darling. Tại vì nó có cái tên của bọn YouTuber tôi rất là thích, bọn streamer tôi rất thích. Nhưng mà Mr. Beat nó cũng là một câu trả lời mà tôi cũng khá là phân vân. Tian Hai, tôi biết vị tướng này trong Naraka, tôi đã từng chơi ở những phiên bản update trước rồi. Đấy là một vị tướng tôi không nói đâu, thì tôi thấy thì tôi trả lời. Và tôi có thể loại bỏ được cái đáp án D. Tôi chọn đáp án B, Vapor Ninh cho vị tướng đầu tiên này. Vâng, đáp án của bạn Sang Trần là đáp án B mọi người ơi, và nó chính xác là như vậy. Chúc mừng bạn Sang Trần. Bạn đã được nhận được một điểm. Rồi, tới lượt của bạn Phan Hoàng nào, Dành cho em con phong bì số 15 này, đúng số may mắn của em luôn đi. Khởi đầu. Ngày sinh của bạn mà đúng không? Ngày sinh của tôi. Đúng kênh tôi luôn này, đúng bạn rồi. Ngày sinh 15 luôn này. 15 cùng với phong bì 15 à. Rồi, tới với đáp án thứ 15 thì vị tướng này tên gì ạ? À? A. Vibening, B. Kurumi, C. Sang Trần và D. Zetinagu. Đầu tiên là con đáp án A là chúng ta có thể loại bỏ là cái tên Vibening đi, tại vì Sang đã chọn câu trả lời từ trước đấy rồi này. Đúng. Ok, hợp bạn lý. Rất khôn. Thế bây giờ chỉ còn B, C với D, nhưng mà Sang Trần. Tôi nghĩ là C các bạn ạ. C, tôi cũng nghĩ là C. Không, Sang Trần xinh hơn này nhiều. Không phải như vậy, Tôi chơi nhân vật Sang Trần nhiều rồi. Đây nhá. Bề phân tích này. Quả tôi Justina Gu, Justina là một cái tên rất là Tây, nhưng bộ đồ bạn này mặc lại không Tây một tí nào cả. Cho nên chúng ta cùng chốt với câu B đi tất cả mọi người. Kurumi. Bạn chắc chắn chưa? Cũng hợp lý. Chắc chắn rồi ạ. Suy luận hết rồi. Chúc mừng bạn. Hay quá ta. Một điểm này. Cho lần sau. Đoàn đối thủ đáng gờm. Rồi, tới bạn Hiếu này. Bạn Hiếu sẽ chọn cho mình phong bì lì xì nào đây ạ? À? Cho mình xin cái số 10. Số 10 à? Số 10. Chính đây, vị rồi. Tướng này tên gì? 50-50. Tao lại chọn luôn 50-50. Không phải không? Cũng là một câu hỏi.
Justin Bieber thì là tên diễn viên này, tôi cái này là tôi học làm phim là tôi rõ này, không lừa được. Giờ còn đáp án B và C, tôi cảm giác như là thiết kế của nhân vật này cũng không không Justina Gu cho lắm, cũng chưa được tây như là cái logic của anh bạn Phan Hoàng vừa xong, cho nên là tôi sẽ chốt đáp án C, Yotohime. Yeah, cảm ơn bà Hiếu vì đã chọn tất cả những quyền trợ giúp trong cái câu trả lời này. Bạn Hiếu đã mất hết 4 quyền trợ giúp. Và ok, chúng ta sẽ đến phương án C nha. Không được rồi. Bạn hãy hít hết 10 cái để trước khi tới những đáp án tiếp theo. Tôi cho bạn Hiếu một lần chọn lại ạ. Nhưng mà cái phương án chọn lại nó rất là nguy hiểm. Nếu bạn chọn lại sai một lần nữa, bạn phải hít hết thêm 10 cái nữa. Trời, sai một lần nữa là phải hít ra tiếp ư? Đúng vậy, cho nên bạn có muốn dùng quyền trợ giúp nào không ạ? Để đảm bảo bạn sẽ không hết đất một cái nào nữa. Tôi xin sử dụng trí não của tôi và tôi chọn đáp án là B. B, Justinagu. Rồi, đáp án bạn Hiếu chọn mình chốt ở Justinagu. Yes sir. Wow, wow. Chủ ra lại là Justinagu. Nhưng mà mẹ chủ cho thiên vị sao trời. Sai là không được điểm chứ. Ờ, bạn Hiếu không được điểm. Cúp, okay. Rồi. Anh MC lại phải A cho em xin cái phong bì số. À, giới thiệu cho mọi người, tôi tên là lại phải A nha mọi người. Dạ, yeah, cảm ơn mọi người. Trời ơi, số 6 đi, lại phải A ơi. Số 6, chốt số 6 với bạn Sang à. Vị tướng này tên gì ạ? À? A. Remind TV, B. Zaiji, C. là Takaji và D. là Feria Sen. Cho em hỏi là chúng ta đã có những quyền trợ giúp gọi là 4 cái đều đang 4 được cái quyền đang sử dụng đúng không? Cho em quẻ 50-50 đi. 50-50 đúng không? Máy tính sẽ bỏ đi hai phương án sai đúng không ạ? Tổ chương trình chúng ta đều vừa loại ra phương án là B với C. Bây giờ chỉ còn hai phương án đó là A, Remind TV và D, Feria Sen. Nếu mà là hai bọn mày thì bọn mày chọn gì? Khoan. Bạn vừa mới dùng phương án quyền trợ giúp là hỏi ý kiến người tham gia trò chơi cùng đúng không ạ? Không, tôi nói gì với hai thằng này đâu. Tôi đang nói với hai con mèo nhà tôi. Rồi, giờ chưa dùng, rồi. Cho em câu là câu... Câu A! Câu A! Ma TV! Bạn chốt chưa ạ? Chốt luôn! Chốt đơn dành cho bạn Sang nha! Sai mà! Bạn ơi! Thằng 2 á! Tôi chơi đi Ma TV mà! Thằng 2 phết á! Mời bạn thực hiện hình phạt là 11 cái hít đất! Chúng ta cùng trở lại với người chơi tiếp theo ạ! Mời bạn HK15 ạ! Bạn sẽ chọn cho mình một cái phong bì may mắn nào đây? Anh cho em số 11 đi. Số 11, yes sir. Vị tướng này tên gì? Kurumi, Zipbingjin, Feria Sen và Vibening. Khó nhờ. Mặc dù là ACD đã từng xuất hiện ở những câu trả lời trước rồi, nhưng mà vẫn khó nhờ. Cái phải vân vân đây. Em xin dùng quyền trợ giúp gọi cho người thân. Ok, bạn Phan Hoàng vừa chọn cho mình quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Thì bạn sẽ muốn gọi cho ai ạ? Tôi sẽ gọi cho bạn Long áo đen của tôi nhá. Hello bạn Long à? Hả? Dạ, bạn khỏe không? Không. Ông bạn không khỏe à? Hả? Bạn tôi hỏi tí, cái hôm trước khoản vay tín dụng là bạn đã thực hiện hộ tôi chưa nhỉ? À, chưa đâu, tôi lấy tiền này đánh bạc rồi. À ok, cảm ơn bạn nhá. Okay, okay. Đây, bye bạn nhá. Ok, rồi, câu trả lời của em xin được phép câu trả lời là câu B ạ. Rồi bạn chốt câu trả lời là câu B đúng không ạ? Người thân nói yes, đáp án từ lúc nào nhỉ? Chốt câu B cho bạn Phan Hoàng. Zipbingjin. Yes sir. Người thân này ảo nhá. Mời bạn Hiếu chọn cho mình phong bao lì xì may mắn này. Phong bì số 3, đáp án A. Không phải có chuyện mà. Ủa, bình tĩnh nào. Ê, hai chơi của đấy luôn được. Luôn. Rồi. Đáp án đúng đó là đáp án tier 2 ạ. Câu C ạ. Rồi. Cảm ơn Hiếu nha, bạn Hiếu hơi dở pha này. Bạn Hiếu vẫn đang giữ vững phong độ, đó là không điểm. Rồi, có vẻ là chúng ta đã vượt qua hai vòng câu hỏi. Và đây là vòng thứ 3. Nhưng mà không có 5 câu hỏi nào ở đây cả. Thật ra là chỉ có 3 câu hỏi dành cho 3 người. Là sao chủ trời? Có nghĩa là tất cả những cái phong bì còn lại sẽ là những phần quà may mắn nhất dành cho 3 bạn viewer duy nhất. Mỗi bạn tới từ mỗi kênh. Wow. Cách để tham gia vô trò chơi này: comment từ số 000 tới 999 kèm email lời chúc cho Naraka và CKG để nhận được phần thưởng là 100 đô. Đây là lần đầu tiên trên một chương trình có một cái phần quà lớn như vậy, cho nên mọi người hãy tham gia ngay lập tức nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục tới vòng thứ 3, AKA vòng cuối cùng. Mời bạn Sang chọn cho mình những phong bao lì xì ạ.
Vậy là chúng ta vừa mới kết thúc chương trình đầu tiên vào ngày hôm nay. Dẫn đầu của chúng ta đó là bạn HK15 và kẻ thua cuộc của chúng ta đó là Desmond Vũ, một thằng ngu. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem và dõi chương trình thứ nhất có tên là và Ô Văn Kê. Xin cảm ơn MC Lại Phải A đã giúp anh em tôi thực hiện được cái chương trình A là Beat to Beat. Nhưng mà bên cạnh này chúng ta vẫn sẽ có một chương trình nữa mang tên là Draw Me. Thì nếu như bạn nào mà chưa biết thì game Naraka Blackboard này sẽ có một cái tính năng rất là hay. Đấy là có thể tinh chỉnh nhân vật, điều chỉnh những cái ngoại hình của nhân vật theo sự gọi là mong muốn của mình và theo sở thích của mình. Thế nên anh em tôi sẽ tận dụng cái tính năng này để làm một cái trò chơi, đấy là tạo hình nhân vật làm sao để giống mặt hai thằng còn lại nhất. Ok, hợp lý không? Và thưa tất cả mọi người, cái cơ chế custom nhân vật này có thể áp dụng được cho hầu hết tất cả các hero của game Naraka Blackpoint, từ Ten Hai cho đến Themat cho đến là cả Takagi. Thưa tất cả mọi người, các bạn chỉ cần ấn vào mục customization và ấn vào dấu cộng là xong. Và thậm chí game có cả mục import ảnh, tức là sao? Tức là import ảnh ở ngoài đời thật để nhét vào mặt nhân vật trong game. Thưa tất cả mọi người, yes sir. Ok, và đây, luật của cái trò chơi này thì nó sẽ là như thế này. Mình và Phan Hoàng và Hiếu sẽ vẽ mặt của nhau và để xem là thằng nào sẽ vẽ giống nhất. Ok nhá. Mình thì sẽ vẽ mặt của thằng Hiếu. Phan Hoàng sẽ vẽ mặt của mình và thằng Hiếu sẽ vẽ mặt của thằng Phan Hoàng. Đấy, ok nha. Rồi, anh em mình sẽ có trong khoảng tầm 5 phút đi ha. Hay 10 phút. Được, 5 phút luôn. Bắt đầu luôn em ơi. Đây là ảnh mà tao dùng để vẽ thằng Hiếu. Well, giống phê đấy. Nếu như đeo mắt kính vào thì tao nghĩ đấy là thằng Hiếu. Tao chấm ảnh này 9/10. Tao nghĩ tao quá giống chủ của cái khuôn mặt này thì tao chấm ảnh này Desmond Vũ 10/10. Ok. Ok, tiếp theo đến bạn Hiếu ơi. Đúng. Trông nó cứ ghi cá chát của gì ấy. Cảo râu điên ơi. Dưới tư cách là chủ của cái mặt này, tao xin phép chấm điểm chạm mực 10/10. Tao xin chấm điểm cái này tầm 9/10, khá giống, nhiều đâu. Và cuối cùng đó là Phan Hoàng đúng không ạ? Sắc trần, mày nhìn ảnh mày sẽ biết là ảnh gì sao ạ? Nó có một cái nét sang trần đấy chứ. Nó có một cái nét sang trần rất là khó tả đấy. Ok ạ. Bước này ấm giải tối nay rồi. Dành trần 10 vãn. 10/10. Và cũng nhân dịp này thì Lý Tiểu Long đã quay trở lại Naraka. Các bạn hãy tải game bằng đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là ghi vào comment để trải nghiệm Lý Tiểu Long trong Naraka cho anh em nha. Và Ô Văn Kê đấy là cái chuyên mục anh em mình làm vào trò chơi Romy. Và chiến thắng của ngày hôm nay chắc chắn thuộc về thằng Văn Hoàng. Quá giống đéo chuẩn, anh em đéo lời kêu được rồi. Nhân tiện đây, anh em tôi cũng gửi lời thách đấu đến các anh em Hyper Squad. Ok chưa? Và để xem là Hyper Squad tham gia cái challenge A là triệu phú phiên bản Naraka của bọn tôi hay là cái trò chơi Romy gì đấy. Cái đấy tùy anh em Hyper Squad. Để xem anh em ở đấy chơi có gọi là biết kiến thức quá là ghê gớm về con game Naraka Blitzball này không nhá anh em nhá. Yes sir. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi cái video này của anh em mình về cái tựa game Naraka Blitzball này. Và xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày Tết Nguyên Đán vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Năm mới gọi là mã đáo thành công, an khang thịnh vượng, chẳng mấy khi và thật sự là một cái gì đấy. Chúc mừng năm giáp thìn. Thank you Naraka. Tải ngay Naraka với đường link ở dưới phần comment cũng như là phần mô tả. Thưa tất cả mọi người, yes sir.